Một buổi chiều đầy nắng vàng tại Cocoland Homestay, các thành viên có một buổi thư giãn, vui đùa tại hồ bơi với nhau. Nhờ vậy mà các bạn nam ở ngôi nhà chung được chiêm ngưỡng một hình ảnh rất khác ngày thường của các bạn nữ. Chà chà, có vẻ ai đó phải đứng tim vì mê mệt đây. Đây là một chân là bàn chân mà bọn cậu biết bơi lội quá kìa, bơi rất là bơi luôn á. Đến hiện tại, tình cảm của các cặp đôi đã rõ ràng và thân thiết nhiều hơn. Chỉ riêng Hoàng ngồi lặng lẽ một mình tâm trạng, chắc là cô còn nhiều điều chất chứa trong lòng. Tối nay, các thành viên có một bữa tiệc barbecue đầy ấm cúng cùng với nhau. Nhưng ít ai ngờ rằng, trong bữa tiệc đó có một đốm lửa nhỏ chực chờ bùng cháy. Mọi người có thể gấp chia làm hai bên nữa. Không. Giờ cào lửa nè. Đang tạo điều kiện cho hai đứa tôi, mấy người đi chỗ khác. Nhớ. Đi. Mặt kia xíu thôi chứ. Chà. Thì bạn sao? Vĩnh! Đây, đây nè. Sơn ơi, em bảo này đó, cho em bảo đó. Sao sát quá coi, trời ơi. Ồ, em tưởng gì chứ, cái này quá là bình thường, ê, cẩn thận nóng ấy. Em bóc bằng gấp, nốt bắp bằng gấp. Em đứng hay. Hơi gần ấy, sẽ bị nóng. Nãy giờ thấy khói bên này không? Sao không biết nắm tay em vậy? Ok à. Người ta đang bị kẹp cái bãi cái kẹp đấy hả? Trời ơi, chị bảo chị dắt em đầu đời mà. Yên cái miệng em lại, ngu. Người ta anh trai mới lớn hơi nhát. Rồi, chúng ta nâng ly chúc mừng chúng ta đã đến Bến Tre à. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Bấm, này như bấm niêm nè. Như đó bấm niêm. Em lấy cái này thôi đúng không? Nói về người yêu cũ đi mọi người. Em xung phong trước nha. Em sẽ xin kể và nói về cái trường hợp của anh người yêu cũ lúc làm cho anh thứ hai. À vậy tại là trên một người yêu cũ. Cái thời điểm mà em quen anh ấy là giữa cái thời điểm vừa đi học xong thì sau khi ra trường thì nó sẽ có hai giai đoạn. Yêu theo kiểu học sinh khác, còn khi mình ra môi trường đi học mình yêu theo kiểu khác nữa. Mình bị áp lực công việc, nó thời gian dành cho nhau nó không có. Nhưng mà cái đặc điểm của cái anh chàng này là rất ít nói, em luôn luôn là người chủ động. Có dạ. Ít nói như Sơn không? Hình như là ít hơn nữa. Sơn thì còn lâu lâu còn chủ động văn miếng. Trong tất cả những năm quen ảnh, em chỉ được nhận một đúng một món quà, đó là sẽ kẹo sô-cô-la. Nhưng mà cũng không phải đích thân ảnh muốn, mà là cô em gái ngỏ ý. Tại em quen ảnh nếu mà đúng năm luôn là 3 năm. Tại vì nói chung là em quen ai cũng sẽ tính theo kiểu là quen lâu dài, chứ không là quen chơi. Thời điểm đó ảnh trải qua một năm mấy, anh mới xác định được cái việc là anh và yêu mình. Và bắt đầu anh trỗi dậy, đúng rồi, anh thay đổi cả trong lời nói. Bắt đầu vào cái vấn đề kiểm soát. Đúng rồi, kiểm soát luôn. Vậy thì em chia tay cái người đó khi nào? Thời điểm đỉnh điểm đó là có hai người anh ra chơi thì em có nhắn nói ừ anh ơi giờ bạn giờ hai anh hỏi em ra chơi gì á, thôi em đi chơi. Mà thời điểm xui một cái bị mất điện thoại thì cái điện thoại phương tiện liên lạc duy nhất đó là điện thoại của mẹ em. Thì mẹ em không có chuyên xài điện thoại thì khi nghe số gọi tới thì đã biết là bạn trai em thì sẽ không bắt máy, chỉ khi nào bắt máy thôi. Gọi liên tục từ 7 giờ chiều cho tới 8, em đi tầm tại ở dưới quê đâu đi chơi gì nhiều đâu. Thì đi tầm 1 tiếng rưỡi thôi về thấy gần 20 cuộc điện thoại khi bắt lên cái anh gọi. Dùng cái từ thôi bị thô chứ mày đi đâu bây giờ mày ơi, thế này kia dùng từ mày. Từ trước tới giờ em rất ghét cái mối quan hệ dùng từ mày và tao ở đây. Lúc đó em không suy nghĩ luôn, em nói chia tay đi.
tại vì nó rất nhiều chuyện và nó cộng lại rồi, và cái đó là cái lý do đỉnh điểm nhất để mình không còn gì để mình níu kéo nữa. Người ta sẽ không còn gọi nó, còn tôn trọng em nữa. Đúng rồi, cho nên em ngưng ngay lúc đó. Đó là câu chuyện của em. Okay. Ủa gì vậy? Vô bây giờ câu chuyện của chị Hoàng. Rồi tiếp tục anh Sơn ạ. Theo dòng đi. Thì anh muốn kể thì anh kể, anh không muốn thôi nè. Mặt hơi cộng nha. Em không thích kiểu à. Chúng mình tâm sự với nhau không à? Xong rồi mình nói chuyện lại với về người cũ á. Nên xin phép không kể. Sao em? Đâu nghe ăn đi. Đau bụng hả? Nghe ăn đi. Biết rồi, hãy đưa về phòng xong tôi ra. Có ra nữa không hay là ở trong phòng thôi? Em mở cho. Sao? Ra ngoài đi. Không có, em bị đau bụng. Với lại có chuyện ở nhà, công việc em á. Vậy em nghĩ gì về công việc của Hoàng vẫn kể? Không, cái này em xin phép em không nói được. Tại vì hôm qua em đã nói ở ngay chỗ đó là em không có quan tâm tới cái chuyện của Hoàng nữa. Còn cái chuyện em giữ, em muốn giữ ai lại hay là chuyện gì đó là chuyện của em. Em đắn đo riêng của em thôi. Chứ còn cái chuyện của Hoàng thì em không quan tâm. Sao em lại gay gắt đến như vậy? Không, tại vì hôm qua là cái chuyện mà em quyết định em lựa chọn mà để cho Hoàng á, nói em là em xen vào chuyện của nó, cho nên là bây giờ em không có nói tới nữa. Sao này bạn có quay lại, quay ra lại với mọi người không? Em không biết nữa, để em giải quyết xong công việc của em đi. Một lúc sau, thấy Uyên không quay lại với mọi người, Mai linh tính chuyện chẳng lành nên đã vào phòng tìm Uyên. Sao nằm đây mình đi ngủ vậy? Đi ra ngoài ăn đi. Chị đến chuyện mẹ có đâu. Ủa vậy hả? Nói đó. Vậy xíu nói chuyện xong có ra ngoài ăn nữa không? Không, chị không biết nữa, tại chị xin về. Là bây giờ chị về nhà luôn hả? Sao vậy chị đi về là sao? Chị về chị có quay lại không? Quay lại làm gì? Tức là bây giờ chị rời chương trình luôn. Cái gì vậy? Tự nhiên nãy còn bình thường mà. Làm cố anh kêu rời chương trình cái... Sao? Thôi giờ còn có Mai với bố mà thì... Thôi nhưng mà... Đi. Thôi ở lại đi. Tại chị cũng quyết định hôm qua rồi. Tại giờ nhà chị có chuyện nữa. Cái gì mà... Ủa chứ giờ sao? Thì có gì đâu, chị có việc thì chị về mà. Chứ giờ sao? Việc hết không? Giờ nhờ cái hiệu quý được không? Chị đang có chuyện ở trong người á, chị không vui cho nên sợ đi ảnh hưởng mọi người, hiểu không? Ai ảnh hưởng ai trời? Thì không đi. Có bà mới là ảnh hưởng mọi mày người đi á. À, thì đi một tập thể giờ, bây giờ tao không vui rồi sao? Đi thì phải vui vẻ với mọi người thì mới tiếp tục cuộc hành trình đi được, chứ giờ em không vui em đi theo thì cũng vậy thôi, chứ nó đâu có gì đâu. Có gì chị nói cho em nghe đi. Thôi vấn đề gì với người trong hồn sao? Chuyện của anh Hậu mà. Không phải. Không, chuyện Hậu sống rồi, trời. Chị nghĩ là chị đi vậy rồi mọi người có vui được không? Bình thường với cuộc hành trình bây giờ mỗi người có cặp hết trơn rồi, em nghĩ sao vậy? Em đã có đối tượng rồi thì giờ em chỉ quan tâm tới người ta thôi, còn mọi chuyện còn đây. Chứ chị nghĩ em vô đây em chỉ quan tâm đối tượng của em, em không quan tâm chị, em không quan tâm người khác. Sao chị nói vậy? Nếu mà em không quan tâm chị thấy có như vậy không? Vậy chị không nghĩ đến anh Minh hả? Không, tại vì nói chung là chị cho khi mà mình chưa quyết định được gì thì cũng giống như hôm qua chị kia nói đó, mình chưa quyết định được gì thì mình đừng nên đi qua. Nếu làm vậy thì khó xử cho người ta lắm, nói chung là với lại làm sẽ ảnh hưởng tới người ta, làm mệt mỏi nữa. Chị trân trọng thực tại đi, còn có 2 ngày nữa chứ đâu. 2 ngày không. Nó không có đối với chị, nó trong 1 năm 365 ngày 2 ngày nó không có gì là lớn lao hết, nhưng mà nó để chị nhiều thứ. Là tiếng chị bỏ mất 2 ngày đó trong 1 năm thì vì những cái chuyện mà nó chưa xảy ra, những cái chuyện chị nghĩ là những chị cái nói chuyện với em á, những cái gì chị không thích là nó sẽ không bao giờ thay đổi được cái tánh của chị thiệt. Em nói thật đó, là em ở chương trình này mới 5 ngày, nhưng mà em không nghĩ là trong 5 ngày đó em có tình cảm, em dành rất là nhiều cảm xúc
cho từng người chứ không phải là chỉ là đối tượng của em, và trong đó là bao gồm chị. Bây giờ chị nói chị không nghĩ em cảm xúc của em hả? Không, mà tại vì á, thật là em rất là quý chị mà bây giờ chị nói vậy, thật sự là những gì chị nói em nói thật là em cũng chưa thấy thuyết phục lắm luôn. Em vẫn còn nghĩ là nó hơi ủng hộ, chưa nghĩ đến mọi người. Mặc dù chị lúc nào chị cũng nói mọi người, nghĩ đến mọi người, em tin vào điều đó thật luôn. Trong đó em chị luôn mọi người nghĩ cho mọi người. Nhưng mà hôm nay chị làm như vậy á, em thật là cái hình ảnh, cái những cái suy nghĩ gì trong lòng của em nghe chị á, thật sự là khiến em rất là buồn luôn á. Không, này tại vì chị cũng định á là nói chương trình xong rồi chị đi luôn, chứ chị không có thông báo, là chị có nói là vấn đề chuyện riêng thôi, chứ chị đâu thông báo đâu, chị không định thông báo. Chị nghĩ chị làm chuyện mọi người bớt buồn hơn hay sao? Cái vấn đề nó nằm ở chỗ là chị không có thể nào mà kết nối lại với cái người mà chị đã có một cái hình, có một cái điều gì đó nó ấn tượng trong lòng chị. Mà em hỏi thì cái người mà chị muốn nói là chị Hoàng đúng không? Chị không muốn nói tên tới nữa, em hiểu không? Tại vì ngay từ đầu chị đã nói rồi. Ba chị ở đây á, thật sự là kể cả bản thân em nhiều khi cũng có những cái hành động gọi là mọi người sẽ không thích, và mọi người cũng sẽ có những cái hành động mà em không thích. Em nói thật luôn là em rất quý mọi người, nhưng mà không phải hành động là mọi người làm với em đúng cũng thích rồi. Nhưng mà em không nói gì hết. Chị thấy là cho dù là thì đó, ý chị mới nói là chị cái thấy vấn đề em nhịn không phải là em vô tư hay em không biết, mà bởi vì em vì lợi ích chung. Em vì em kiềm chế tất cả mọi thứ, có những câu nó rất là tổn thương với đúng em. Rồi biết sao không, tại vì á chị nghĩ á là em á là chịu đựng giỏi, người ta nói cái gì người ta làm cái gì em cũng chịu vậy hết, là tại vì á em chưa có va chạm, em chưa có chị biết, chị vì em không nói mà mọi người mặc định cho em một cái chuyện là em trẻ con, em ngây thơ, em chưa trải sự đời. Mọi người nói những điều đó nhưng không hề phản bác lại một lời muốn lắng nghe. Còn cái tính của chị á, là em biết không, em thấy cái tính của chị có như chị xô ra hết trơn, chị đâu có giấu mọi người cái gì đó đúng không. Cái tính của chị á, chị còn thương thì chị còn nói, còn chị không thương nữa thì cho dù em đứng trước mặt của chị em cũng tàn hình. Tính chị là 1122, khi mà nói một cái gì đó với chị thì thật sự nghiêm túc, chứ đừng có mà nói cho đã cái miệng xong rồi cảm thấy là hối lỗi, cảm thấy là mình có lỗi rồi này kia, muốn kết nối lại với chị thì no không có đâu em. Đối với chị á, cơ hội chỉ đến một lần thôi, chị không bao giờ cho cơ hội đến lần thứ hai. Nói nha, cái việc vui vẻ hay buồn bã thật sự em cảm thấy là do mình quyết định. Chị nói em vợ chịu đựng không phải em vợ chịu đựng, mà bởi vì á, ví dụ như mấy chị hay là mấy anh hay bất kỳ ai nói gì đó làm em tổn thương, nhưng em tìm được ở người đó những cái điểm mà khiến em vui trở lại, thì những cái điều đó em có thể kiểu tạm thời bỏ qua. Và cho dù là em không tìm được ở người đó thì em tìm được những người xung quanh mà em vẫn có thể vui được, em tự tạo cái niềm vui đó cho mình. Mà chẳng lẽ chị lại vì một người như vậy mà chị lại không thấy những người còn lại vui vẻ? Người ta diễn, người ta xấu, người ta tốt như thế nào á, thì người ta diễn như vậy là tốt hay là xấu đối với người ta cũng không phải là do mình quyết định. Nhưng mà em không muốn là vì những cái đó mà mình lại bỏ đi, trong khi có nhiều điều vui vẻ xung quanh mình vẫn còn. Chị dở là tại vì chị chưa có suy nghĩ được như em thôi, chứ em vậy là, em nghĩ vậy là tốt. Chị chưa chịu đựng giỏi với em. Giờ chị nói em nói lại thế. Có nghĩ tới việc đào tẩu khỏi nơi này. Vô nói rồi cái lớp hai cũng là cái nhà chứ. Đứt rồi. Chị cứ ở đó tự kiểm điểm bản thân đi nha. Đừng khoát nữa mẹ. Kiểm điểm nha. Con bé bây giờ nó mới ra thì ai lại? Còn chơi không? Không, đừng chơi nữa. Chơi. Đừng chơi nữa. Chết nổi. Mai nên quay vàng. Sao vậy? Đây. Rồi, bạn Mai cho bạn Minh hỏi là bạn Minh sao rồi? Ổn hơn lúc nãy rồi. Anh cứ nói bình thường đi. Tất. Đưa đâu? Tất luôn hả? Chịu yên ra nè. Ê, xí ra về cái đi tính gì? Nhanh. Hoàng à, lâu rồi mới có tình yêu. Chúng ta sẽ cùng chúng ta lại. Và chúng ta sẽ hô là lớp House 18. Yeah. Đây đâu? 1, 2, 3, lớp ao mùa 18, yeah!
Rồi, và chắc là chúng ta sẽ dừng lại ở đây về cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải uống quá nhiều. Còn đủ tính táo. Ngày mai chúng ta sẽ còn rất là nhiều hoạt động khác. Đúng rồi, chẳng hạn như ngủ chẳng hạn. Rồi, ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ăn tiếp và chúng ta sẽ không uống nữa nha. Với tính năng EKYC, xác thực hình ảnh pickable cho bạn mắt thật, sẽ chi thật. Suốt buổi tiệc, thái độ của Uyên dành cho Minh không còn thân thiết nữa, nên Minh đã hẹn Uyên ra tìm hiểu lý do. Sao này? Đợi anh. Sao vậy? Làm sao từ tối giờ nè? Không gì á. Ủa không gì hết là sao? Thì không có gì hết chứ sao? Không gì hết thì em bỏ phòng. Một người đang nói chuyện vui mà. Thì em không thích nữa thì em bỏ vô phòng. Em sai cho người hả? Hay là không thích thái độ của ai đó? Có thể đừng nhắc cái thái độ của ai đó nữa. Hiểu rồi. Nói vậy là hiểu rồi. Không phải là hiểu hay không hiểu, nhưng vấn đề nằm đây là em... Nói chung là em... Cái chuyện nó không có liên quan tới nhau nữa thì đừng có nói nữa. Còn cái vấn đề của em là em không thích thì đừng nhắc. Còn chuyện mà em không cảm thấy thoải mái, không thích thì em đi vậy thôi. Em đang cảm giác á là em đang khó chịu với anh mà anh chưa biết lý do. Em nói anh nghe nè, cái gì anh cũng muốn biết hết. Nhưng mà em đã nói với anh rồi, tánh em không phải là cái gì em cũng nói. Là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai, anh phải nhìn nhận, anh phải nhìn thấy được cái gì đó, chứ đâu phải nhất thiết là cái gì em cũng phải nói, hay là một cái chuyện nhỏ này kia em cũng phải nói. Với lại em không phải là người nói nhiều, em cũng không thích nói nhiều, anh hiểu không? Tại vì nãy là lấy lý ra em xin chương trình em đi về. Nhưng mà em có cuộc nói chuyện với bé Mãi vô đó. Khóc. Ủa là sao Mai khóc? Thì mai vô mai nói chuyện với em. Nói là có chuyện em đi về. Là rời chương trình hả? Chuyện ở nhà sao? Không. Tại vì thực sự á, một người nói anh là người có quan sát tốt, và một người nói anh là tâm lý. Tuy nhiên á, trong chuyện của bản thân mình á, nhiều lúc anh ngu lắm. Tại vì là trước khi em về phòng á, thì thực sự là anh chưa biết được rằng là anh đang làm cái gì đó mà làm em thay đổi như vậy. Thực sự là anh không biết lúc đó anh đã làm cái gì sai, và anh cần đối phương của mình nói rõ vấn đề đó để anh sửa đổi. Vậy thôi. Nếu như em đã nói ra rồi thì mọi chuyện kết thúc. Bây giờ anh có muốn nghe không? Không. Đủ hon, về ngủ đi. Tỉnh này. Nghỉ quay đi. Nhưng mà trước khi ngừng á, em muốn nói này. Cái tình cảm của anh dành cho em nó là vậy. Và với những người xung quanh, anh chỉ có một cái tình cảm duy nhất, đó là bạn bè anh em. Nó không khác. Và anh mong rằng á, thôi vô ngủ đi. Với lại em cũng không thích nghe nhiều nữa.
Về nha. Anh đưa em về phòng cho anh về. Đi về đi. Cho anh đưa em về phòng đã. Bình vẫn không biết mình đã làm gì sai khiến cho Uyên có thái độ lạnh lùng thờ ơ với mình đến như vậy. Không biết nay mai tình cảm của Minh và Uyên sẽ ra sao. Lo lắng chuyện Uyên mãi không thể ngủ được, Minh đành hẹn Hoàng ra tâm sự. Giờ quay trở lại với chuyện tình cảm của em đi. Hậu thì không nhắc tới nữa bởi vì Hậu nó đã là cái xong chuyện rồi, xong rồi. Xong rồi. Và em đã có quyết định của riêng bản thân em rồi. Vậy thì bây giờ cho anh hỏi là cái quyết định của em với Sơn. Hôm qua khi mà Sơn về, anh hỏi Sơn á là tình hình sao rồi? Tình hình sao rồi chứ anh không hỏi suy nghĩ nha. Tình hình sao tình rồi hình em? Thôi chứ cũng chưa dám nói suy nghĩ. Anh rất là muốn hiểu tình hình hai đứa. Bởi vì tình hình ba cặp còn lại là rõ, quá rõ rồi. Rất là rõ rồi. Vậy thì chỉ còn cái của em và Hoàng sao rồi? Thì Sơn có nói anh ấy là em hơi buồn chút xíu anh ạ. Dạ, nhắc về Hậu quá nhiều. Đúng, em nhắc về Hậu quá nhiều. Cái thứ hai nữa là hai đứa không có một cái điểm chung nào để nhắc tới nhau hết đó. Ngoài công việc. Đúng, em cảm nhận thế nào về Sơn? Sơn thì hơi bị thụ động. Em luôn là người chủ động. Có thể là em sợ cái không khí nó bị chìm quá. Em luôn luôn chủ động. Thì Sơn ban đầu thì có ấn tượng với em, nhưng vì không thời gian bên cạnh em quá ít, và cái thời gian mà Mai với Sơn tiếp xúc thì bắt đầu tự nhiên Sơn nghiêng về phía Mai. Thì đó cho nên em nói là xui, phải dùng từ xui là ở đây là tại vì công việc của em nó ảnh hưởng tới cái việc mà em được tiếp xúc với mọi người. Thì cái đó cũng gọi là không may mắn. Nhưng mà lý do tại sao em với anh Hậu có thể hoạt ngôn mà Sơn không làm được, thì đó cái đó là cũng là cái bàn cân giữa em, giữa một cái bàn cân giữa hai người. Nhưng mà giây phút mà Sơn tới phim trường thì em nghĩ là Sơn cũng đã có cái quyết định của mình và như là rõ ràng mục tiêu của mình. Cũng có nghiêng về phía em. Buổi tối đó Hậu thể hiện sai thời điểm thì em bắt đầu em nghiêng về Sơn nhiều hơn. Cho nên em nói là em chấp nhận cho một cái người bắt đầu từ con số 0 với em, nhưng trong mắt họ cũng có điểm cộng như em, thì em chấp nhận với Sơn nhiều hơn. Thật ra là anh nghĩ rằng là em nên có một cái buổi hẹn riêng với Sơn. Đã mình, đến cái thời điểm hiện tại dạ, rồi. Đúng rồi, không còn thời gian nữa. Đúng, không còn thời gian đâu, chỉ mình chỉ còn có 2 ngày thôi. Sau ngày hôm nay còn 2 ngày nữa, ngày mai và ngày mốt thôi. Một là cho nhau cơ hội để tìm hiểu tiếp. Hai là chúng ta có thể làm bạn với nhau. Cô bé anh, khi chị nói chuyện chứ không còn phải suy nghĩ. Không, anh nghĩ như thế này nè. Ngồi đi em. Ok. Thì bây giờ bắt đầu hai vị trưởng bối và một đứa nhỏ. Hồi nãy là em có vào nói chuyện với chị Uyên. Anh có biết là chị nói gì với em không? Chị Uyên nói là chị muốn rời chương trình. Ngay sau khi nghe câu nói đó em sốc vậy. Cho anh hỏi cái này nha. Tại em có biết được lý do. Chị đang muốn nghe lý do. Chị Uyên cảm thấy là ở đây là một ngôi nhà chung thì mọi người phải vui vẻ kết nối với nhau, nhưng mà trong số các thành viên thì có một thành viên chị Uyên cảm thấy không kết nối được và không... Ví dụ là chị, chính xác là chị. Đúng vậy. Thì tại vì em sẽ nói nhìn về chị Uyên. Cái thứ nhất là ban đầu em với chị Uyên hai đứa thật sự rất là hiểu nhau, tại vì cách nhau chỉ 1-2 tuổi thôi. Và cái cách suy nghĩ nó cũng rất giống nhau, nhưng mà chị hoàn cảnh nó bị thay đổi từ ngày hôm qua thôi, chứ từ trước đó vẫn rất happy với nhau. Thì đó cho nên là em nói là nó đi sai hơn những gì em nghĩ. Thì có thể là ngày hôm qua là cái mà hai chị em đỉnh điểm với nhau. Từ sáng tới giờ không phải là chị tạo khoảng cách, mà ngay từ chiều rồi em vẫn có chị Uyên ăn cơm nhiều. Thì nói chung là chị vẫn chủ động cái việc đó. Chị phân biệt được cái việc thời điểm đó nó đã qua rồi, và bây giờ là những thành viên còn lại, chúng ta không nên lấy cảm xúc của ngày hôm qua và đặt vào ngày hôm nay. Chị biết là chị Uyên là một người rất quan tâm và chị Uyên đang tạo cơ hội. Nói chung là chị Uyên đang giúp chị thôi chứ cũng chẳng có cái gì hết. Nhưng cái vấn đề chị tôn trọng cảm xúc của chị muốn tìm hiểu anh Hậu thì cũng đủ rồi. Chị như thế nào và chị tự quan sát và chị biết cảm xúc và con tim của chị nó muốn cái gì. Nhưng mà như thời điểm đó chị Uyên tự cho cái quyền và cái hành động nó không phù hợp, đúng không? Chị Uyên có thể vẫn có nói chuyện riêng với em trước khi em đưa ra ý định, với một cái là tâm sự giữa chị em với nhau. Chứ không phải là một là cái từ ngữ, thứ hai là cái thái độ. Nó đẩy cho em tâm lý cái tôi nó càng cao hơn nữa. Anh hiểu không? Vậy thì bây giờ em sẽ có câu trả lời luôn.
là Sơn, những gì em muốn nói với anh Hậu và em cho cơ hội cũng là đủ rồi. Em có nói chuyện với chị Uyên rồi, là chị Uyên không có nói cái chuyện là chị với anh Hậu không có tá động những cái quyết định, nhưng mà cái vô tình cái cảm thái xúc độ chị Uyên sai tiếc cảnh. Tiếc anh Hậu, cho nên là cái thái độ sai hoàn cảnh thì chị Uyên cũng có là một người cái tôi cao, mà chị cũng cái tôi cao nên là thật ra hai người sẽ không nhận sai. Không có gì. Em nói cho chị biết thêm thông tin nha, hồi nãy em với chị Uyên có trao đổi với nhau về chị. Và chị Uyên có nói với em là em giỏi sức chịu đựng hơn chị Uyên, cho nên em vẫn còn ở lại chương trình. Còn chị Uyên không có đủ cái sức chịu đựng về những cái đó nên chịu đựng cái gì? Từ bây giờ em chị sẽ... đang muốn là chịu đựng cái gì? Chị muốn nghe suy nghĩ của em về chị không? Ok, cho chị nghe. Rồi, giây phút này chị đầu nghe. Tiên á là thì em là người nhỏ nhất và ba đúng chị rồi. Là ba chị của em. Thì mọi người có những cái điều mà làm em rất là vui, nhưng mà cũng có những cái thứ làm em rất là tổn thương. Ok. Ừ, nhưng chị mà nghe. Đặc biệt là chị nha. Em nghĩ chị nên quan tâm đến cảm xúc của người khác một xíu. Ví dụ như là em thì em biết á, là có những cái như là em không bằng như thế, nhưng mà chị không nên nói thẳng với em với những cái câu nó hơi mang xu hướng shaming và có một chút gọi là phán xét về phong cách này kia thì em không. Phong cách gì đâu có phán xét chị đâu. Chị nói có một câu thế này, em nói thật luôn, câu tối đó chị nói với em á là em chưa đủ tư cách và phù hợp để có người yêu. Không. Em mặc cờ sai còn như con nít dưới quê mùa các kiểu, em cần phải trưởng thành hơn, thì cái đó em bị đụng chạm đến cái phong cách riêng của em. Có thể là cái cách chị quan tâm em mà chị truyền đạt sai. Cái chuyện này liên quan đến chuyện tình cảm đó nha chị Hoàng. Em nhớ chị Hoàng có với chị Trâm Anh như thế này, đó là với những người đã công khai như anh Minh và chị Uyên thì chúng ta có thể né né một xíu, còn những người chưa công khai thì mình vẫn còn cơ hội, đúng không chị? Có nhưng mà đến hôm nay em với Tùng đã kiểu như là có cảm xúc với nhau, có công khai đi ha. Em không thích những cái câu như là chị thích em, hay là chị ngồi trước mặt em chị nói với Tùng là con bé này nó vô chi, nó không có lập trường, nên là em còn 3 ngày còn lại em có thể suy nghĩ về chị được không, ngay trước mặt em. Và nữa là lúc ở hồ bơi chị có đột nhiên chị qua chị nói với em là em có thể nhường chàng trai của em cho chị không, thì em đặc biệt không thích những chuyện như thế với em và Tùng để xác định cảm xúc cho nhau. Ý là em có quyền của em khi mà em đã đánh dấu chủ quyền. Nhưng mà cái trường hợp của chị với Tùng, khi mà chị kêu Tùng là cô gái xéo sắc của chị, là chị đã đặt ra ranh giới của chị là chị với Tùng sẽ không có cái việc tới với nhau. Ngay cả hồi nãy chị nói chuyện với Tùng hồi nãy rất lâu, Tùng tự cảm thấy là chị dừng lại chị em. Đúng là em khi em bật chế độ cảm xúc của em thì em có cái quyền được ghen hoặc là không thích. Nhưng mà cái vấn đề giữa chị với Tùng là đã tự đặt ra ranh giới với nhau rồi. Okay, nhưng mà nếu đó là một câu nói đùa thì nó sẽ bị nhạy cảm với em. Thì cái đó là cảm giác của em, cho nên chị nói là chị tôn trọng cảm xúc của em. Thời điểm đó còn chị với lại Tùng... cho anh nói câu này nha. Hoàng vẫn chưa đặt cảm xúc của mình khi nói bất kỳ một câu nào đó. Cái vấn đề là em đã hiểu rồi, em hiểu cái cách của anh. Vậy thì rồi. Em phải sửa đổi cái đó. Đúng rồi, thay vì chị giải thích. Thay vì em giải thích, bởi vì này, những lời giải thích của em. Mọi người đang hiểu sai cái ý của em. Khi em nói với Tùng, chỉ có cái câu đó em với Tùng là cái người hiểu nhau. Như thời điểm đó anh không có bé Mai, bây giờ em chỉ nghe cái câu trả lời của Mai thôi. Tại vì anh không có thời điểm đó cho nên em sẽ không nghe của anh. Đó, để đơn giản như vậy. Ok, vậy thì này. Tại vì này, nếu như Hoàng nói câu đó, anh xin phép anh dừng câu chuyện ở đây. Dạ. Và anh không bàn tán tới nữa. Và anh sẽ xin out khỏi cái cuộc nói chuyện này. Bởi vì sao? Đơn giản này, anh đang sử dụng những cái của những người đi trước để anh truyền đạt lại cho tụi em. Nhưng nếu như em cảm thấy rằng ok, cái lời nói của anh không có trong đồng với em, và những lời khuyên của anh không ổn. Nếu anh dùng từ trọng lượng là sai rồi. Như này này, tại vì cái câu nói của em vừa rồi nó đang động đến cái lòng tự trọng của bản thân anh. Đâm ra anh xin phép chương trình là anh không ngồi đây đối thoại với hai em nữa, và mong rằng hai em sẽ ngồi nói chuyện tiếp với nhau. Và anh vẫn giữ một lời khuyên của anh dành cho em. Đây là lời khuyên cuối cùng của anh dành cho em, đó là hãy đặt mình vào vị trí của người khác trước khi nói bất kỳ câu nào. Ok, chào em. Sau câu nói của Hoàng, Minh thật sự khó chịu về sự thẳng thắn của cô nàng. Liệu tình cảm anh em có bền lâu? Càng về cuối hành trình, câu chuyện của các thành viên bắt đầu có những mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều.